Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tham quan một trong những cái đền Jinja rất nổi tiếng nằm trên khuôn viên của khu vực Kitazawa, Shimo Kitazawa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tham quan với cái ngôi đền Jinja Shimo Kitazawa Hachiman Jinja các bạn nhé. Và mời các bạn chúng ta sẽ cùng vào tham quan tìm hiểu về nét kiến trúc, xây dựng cũng như là văn hóa thờ cúng của người dân Nhật Bản ở tại địa phương khu vực Shimo Kitazawa như thế nào nhé. Ok, mời các bạn chúng ta đi vào. Bước qua cổng Tori thì chúng ta đi vào và tham quan cái toàn thể của cái đền Kitazawa Hachiman Jinja. Ok, đây là khuôn viên bên phía ngoài các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta đến tham quan vào mùa hè tháng 8, một thời gian mà Nhật Bản rất là nóng. Chúng ta sẽ đến tham quan cái ngôi đền Jinja này và tìm hiểu về cái nét văn hóa, kiến trúc cũng như là xây dựng cũng như là lịch sử xây dựng cái khu vực ngôi đền Hachiman Jinja này. Ok. Kính thưa quý vị và các bạn, thì đây chúng ta đang đứng ở không gian ở phía dưới của khu vực ngôi đền, và đây là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng của trong khuôn viên của khu vực Shimo Kitazawa mà các bạn đang được hình dung cũng như là được nhìn thấy về cái nét văn hóa kiến trúc xây dựng của khu vực các ngôi đền Jinja lớn nhỏ nằm trên khuôn viên của khu vực Kitazawa Jinja. Các bạn nhìn thấy không? Rất đẹp các bạn nhé, rất đẹp, một trong những ngôi đền rất cổ kính được xây dựng và kiến thiết ở trên tọa lạc ở trên khuôn viên của khu vực gần với giáp với khu vực Shinjuku của Tokyo các bạn nhé. Kính thưa các bạn, thì ngôi đền Hachiman Jinja này nằm san sát với các khu vực dân cư, người dân sinh sống ở trên khuôn viên của khu vực Shimo Kitazawa, nên là khu vực này cũng được rất nhiều người dân địa phương họ tổ chức những cái ngày lễ. Lễ hội thì của khu vực Hachiman Jinja này được tổ chức vào đầu tuần đầu tiên của tháng 9 các bạn nhé. Tháng 9 tức là sắp sửa rồi. Hôm nay tôi đến đây với hình ảnh mà đưa các bạn đến tham quan của cái Hachiman này thì vào ngày 21 tháng 8 dương lịch. Thì chúng ta chỉ còn một ít ngày nữa thôi là sẽ đến với cái lễ hội chính được tổ chức ở trong khuôn viên của khu vực ngôi đền Shimo Kitazawa Hachiman này. Kính thưa các bạn, thì chúng ta sẽ đi lên phía trên và để tìm hiểu cũng như là tham quan tổng thể toàn bộ những cái khu vực về cái ngôi đền mà các bạn đang được nhìn đây là chính diện của ngôi đền Hachiman này. Ta sẽ tìm hiểu về cái nét văn hóa thờ cúng cũng như là cái di tích lịch sử trong khuôn viên của khu vực ngôi đền Hachiman này để các bạn nhìn thấy cái chính diện. Chúng ta sẽ đứng ở ngôi đền nằm ở trên ngọn đồi nên là cũng rất là thơ mộng và nhiều cây xanh bóng mát trên khuôn viên của chúng ta. Thưa các bạn, thì trước khi chúng ta đến với ngôi đền, ta bao giờ cũng vậy sẽ phải đến với nguồn nước giếng linh thiêng trong khuôn viên của ngôi chùa ngôi đền Jinja này. Kính thưa quý vị và các bạn, thì ngôi đền Jinja mà các bạn đang được nhìn đây là Kitazawa Hachiman Jinja, là một ngôi đền thờ cổ và tọa lạc tòa nhà của nó độc đáo ở khu vực Tokyo và được xây dựng lại vào năm 1850 trước khi hiện đại hóa của đất nước Nhật Bản được bắt đầu. Chúa tể của lâu đài Setagaya trước đây là một cách đây khoảng 2 km các bạn nhé, là với mệnh tên là Yoshiyasu Kira, được cho là đã thành lập lên ngôi đền Kitazawa Hachiman này vào cuối thế kỷ thứ 15. Đó là một trong ngôi đền thờ lớn trang trí công phu đã trở thành trung tâm của khu vực ngôi làng Shimo Kitazawa và mọc xung quanh cái khu vực ngôi đền mà chúng ta đang nhìn thấy. Vì kính thưa các bạn, thì lễ hội chính của ngôi đền Hachiman này được tổ chức cũng như là vào tuần đầu tiên của tháng 9 với ngày chính là ngày chủ nhật, và khuôn viên của ngôi đền có rất nhiều quầy hàng, có sự kiện và cả về tôn giáo cũng như là các chương trình tổ chức khác ở trong khuôn viên của khu vực cái ngôi đền Kitazawa Hachiman này. Kính thưa các bạn thì cái lễ hội Kitazawa Hachiman là một trong những cái lễ hội nghi lễ đầu tiên ở Tokyo đã thoát khỏi sự tham gia của các nhóm Yakuya, tức là những cái nhóm về xã hội đen của Nhật Bản vào đầu những năm 1990. Kính thưa các bạn, thì sau đó đền thờ Hachiman chúng ta sẽ đến tham quan với khu vực ngôi Kitazawa Hachiman này từ cái nhà ga Shimo Kitazawa trên tuyến Keio, hoặc là các bạn đi tuyến Odakyu từ Shinjuku
trung tâm của khu vực Tokyo. Đến đây chúng ta đi mất khoảng 10 phút các bạn nhé. Khoảng 10-15 phút gì đó chúng ta sẽ đi tàu. Và khu vực gần với khu vực cái đền Jinja của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cái đền Shinganji, là một trong những ngôi chùa Phật giáo 4 thế kỷ, với chỉ cách với khu vực Kitazawa Hachiman này khoảng 1 phút đi bộ thôi. Một lát nữa chúng ta sẽ đi tham quan cái ngôi đền đó. Và chương trình của chúng ta tham quan ngày hôm nay sẽ tổng hợp của cả cái khu vực ngôi đền Jinja, là ngôi đền Kitazawa Hachiman Jinja, cùng với cái ngôi chùa cổ kính 4 thế kỷ ở tại khuôn viên của khu vực Shimo Kitazawa, khu dân cư này họ được bảo tồn và phát huy cũng như là gìn giữ lại các ngôi chùa, các ngôi đền ở trong khuôn viên của khu vực Shimo Kitazawa này. Và chúng ta lát nữa sẽ đến tham quan cái ngôi chùa, là ngôi chùa Shinganji các bạn nhé, Shinganji. Đây các bạn hình dung được cái kiến trúc của cái khu vực ngôi đền của chúng ta ngày hôm nay, đó là ngôi đền Shimo Kitazawa, các bạn nhìn đấy, rất là đẹp các bạn nhé. Kính thưa các bạn, thì ở hai bên của kính thưa quý vị và các bạn, thì trước mắt các bạn đây là cái ngôi chùa tham quan tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay, đến với Shinganji các bạn nhé, một ngôi chùa Phật giáo 4 thế kỷ, cách với Kitazawa Hachiman Jinja khoảng 1 phút đi bộ mà các bạn đang được nhìn thấy. Với hình ảnh chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái ngôi đền, ngôi chùa này nhé. Trong khuôn viên của ngôi chùa thì có rất nhiều các cái cây cổ thụ lớn và trải xuyên suốt thời gian lịch sử của ngôi đền, ngôi chùa. Nó kéo dài suốt cả 4 thế kỷ và chúng ta được tham quan một trong những loại cây bạch quả khổng lồ trong khuôn viên, cũng như một số tính năng nghi lễ, lý thú ở trong khuôn viên của ngôi chùa này. Thì các bạn chúng ta sẽ vào tham quan ngôi chùa Shinganji các bạn nhé. Shinganji, ok, mời các bạn chúng ta đi vào nào. Rất cổ kính cái cổng chùa được xây dựng bằng gỗ các bạn nhé. Cổng chùa xây dựng bằng gỗ. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp. Và trong bên khuôn viên của bên phía trong thì là có chất chứa rất nhiều những cây cổ thụ lớn tuổi, cao tuổi, và có lẽ rằng là đã được thống kê là khoảng từ 4 thế kỷ các bạn nhé. Khoảng từ 4 thế kỷ, toàn những cây loại cây to thôi các bạn, rất to, rất đẹp. Rồi chúng ta đi vào tham quan. Trước mắt các bạn đang nhìn đây là rất nhiều những cái cây cổ thụ lớn trong khuôn viên của ngôi chùa này. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp các bạn nhé. Rất tuyệt vời trên khuôn viên của ngôi chùa cổ kính của chúng ta ngày hôm nay, với niên đại 4 thế kỷ thôi các bạn ạ, 4 thế kỷ. Các bạn thấy không? Rất đẹp. Là một ngôi chùa Phật giáo 4 thế kỷ ở quận khu vực Shimo Kitazawa thời thượng và sầm uất ở khu vực Tokyo, được xây dựng làm nơi an nghỉ cuối cùng của các một thành viên nổi tiếng của bộ tộc Tokugawa cai trị Nhật Bản cho đến năm 1868 các bạn nhé. Đây là cái hình ảnh các bạn đang được nhìn thấy, một cái ngôi chùa rất cổ kính trên khuôn viên của khu vực Shimo Kitazawa, với địa điểm của tham quan của chúng ta ngày hôm nay cùng xuyên suốt với cái khu vực Kitazawa Hachiman Jinja mà các bạn được vừa tham quan trong trước của video. Các bạn nhìn thấy không, hai chú sư tử hàng nghê đá để bảo vệ cái trước cửa của khu vực ngôi đền chính của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nhìn thấy một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời trên khuôn viên của ngôi đền này. Đây các bạn nhìn thấy cái điện chính trung tâm, trong đó thì có những cái điện nhỏ, điện thờ nhỏ của chúng ta ngày hôm nay, bộ tộc. Đây các bạn nhìn thấy cái khu vực này là khu vực mà có cái khánh để có thể gõ chuông, cũng rất là lạ kỳ, là họ xây dựng mới sau này thì bằng gỗ nhưng mà bên ngoài thì có bao bọc bởi những cái tấm kính rất là lớn, rất là to. Các bạn nhìn thấy đặc trưng của cái ngôi chùa của chúng ta ngày hôm nay, tham quan ngày hôm nay là ngôi chùa Shinganji các bạn nhé. Rất nhiều các cây cổ thụ với cái sự tồn tại của những cái cổ thụ này gắn liền với sự tồn tại của ngôi chùa này, ngôi chùa kéo dài xuyên suốt thời gian lịch sử là 4 thế kỷ các bạn ạ. Rất nhiều các bạn, rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn nhìn thấy cái khuôn viên của khu vực ngôi chùa Shinganji này. Đây các bạn nhìn thấy này, rất là tuyệt vời các bạn nhé, rất là lớn. Trong khuôn viên của ngôi chùa, đấy, những cái cây cổ thụ rất là to, có lẽ là phải đến 10 người ôm cho lên chăng. Rất là lớn các bạn. Đó. Rất lớn. Hình ảnh các bạn đang được nhìn đây là hình ảnh của chúng ta được nhìn thấy
Đây, hình ảnh chính diện của ngôi chùa tham quan của chúng ta là ngôi chùa Shinganji các bạn nhé. Shinganji được xây dựng vào thì ngôi chùa được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 17 và làm cho nó có đây các bạn nhìn thấy không, rất là tuyệt vời này. Chúng ta sẽ bao quát tham quan toàn tổng thể của khu vực ngôi chùa này, ngôi chùa Shinganji các bạn nhé. Shinganji rất là đẹp, được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ 17 đấy các bạn thấy không, rất là tuyệt vời. Đây là điện chính trung tâm của ngôi chùa các bạn nhé, điện chính trung tâm của ngôi chùa, điện chính trung tâm của ngôi chùa. Ở Việt Nam mình thì các ngôi chùa được thiết kế và xây dựng theo phong cách khác nhau, khác hoàn toàn cái phong cách xây dựng các ngôi chùa của Nhật Bản. Ở đây họ xây dựng một cái kiểu kiến trúc rất là nhân văn và văn hóa theo phong cách Nhật Bản, nó có cái gì đó nó riêng biệt các bạn ạ, riêng biệt. Chúng ta sẽ đi vào dãy bên phía trong để các bạn nhìn thấy, các bạn thấy rất là đẹp khuôn viên của ngôi chùa này. Đó là tổng thể của khuôn viên của ngôi chùa. Chúng ta sẽ quay ra từ phía ngoài nữa để bao quát tổng thể khu vực xung quanh của ngôi chùa này. Cái đặc trưng của khu vực ngôi chùa này là cái khu vực mà có những cái cây thảo quả, là cây thảo quả cả 4.000 tuổi các bạn nhé, 4 thế kỷ rồi. Những cây thảo quả rất là lớn bạn, trong khuôn viên của ngôi chùa này gắn liền với các ngôi chùa cổ kính này các bạn nhìn thấy rất là to. Và đây cũng là một trong những cái địa điểm tham quan cuối cùng trong cái chương trình của chúng ta đến tham quan cái khu vực điểm đó là ngôi đền Jinja, là Kitazawa Hachiman Jinja của chúng ta ngày hôm nay mà mình muốn gửi đến các bạn trong khuôn viên của cái ngôi chùa Shinganji này. Có lẽ đây là hình ảnh cuối cùng mà chúng ta được nhìn thấy về cái địa điểm tham quan của chúng ta ngày hôm nay. Và để kết thúc cái video ở đây thì chúng ta được nhìn lại một chút nữa cái địa điểm chính của khu vực ngôi chùa. Các bạn nhìn thấy đây là một trong những cái địa điểm tham quan cũng rất là lý thú, rất là đẹp, một trong những nét văn hóa thờ cúng của Nhật Bản. Và tại khuôn viên của khu vực Shimo Kitazawa mà khu dân cư này họ đang sinh sống. Có lẽ chúng ta sẽ khép lại video ở tại đây nhỉ. Cảm ơn quý vị và các bạn và chúc quý vị và các bạn nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và trong cuộc sống, thành công trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các địa danh lịch sử trên khuôn viên của đất nước Nhật Bản thân yêu này với những địa danh lịch sử khác nhau trên khuôn viên và địa điểm tham quan tiếp theo của chúng ta nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần sau. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.